lương là thầy khoan đi dây ngoài đấy. Làm sao mà chạy được nữa. Chắc nó phải giao đấu đi đâu chứ. Phải ở trong tầng đây. Anh à, em bảo cái wifi ở cái phòng 6 này này không cho em đủ đầu nó hai máy đấy. Nhưng mà cái máy ấy, cái phòng bên này này, em bật em cắm lại nó lên cái wifi ấy. Em bảo vào hát vài bài nhỉ. Khoan pin đây này, mấy pin đây. Để tí bắt luôn. Con này chắc bắt ốp chẳng. Bắt ở đây là tầng 3 này. Vâng ạ. Một con cái. Nở 6 rồi không? Không phải nở. Cái này tí đo dây là biết mà. Lấy cái dây mới của mình chưa nào? Chờ tí. Lên lấy cái dây vàng vàng ấy. Đây có, đây có suy đang gọi. Mà cứ ngày nào cũng như này nghe vẻ ngày nó chất bố đi. Cộng mẹ. Online đúng rồi. Đúng đúng ra mà. Ở đây hết thì là cắm đầu nào nó chả giống nhau đúng không? Khi mình rút thì rút đầu nào chả giống nhau. Nhưng mà rút đầu này không ăn thua, phải rút đầu này mới lên được cơ. Theo quay quan. Đầu nào giống nhau mà anh, em thay đổi liên tục mà để cho em thử liên tục thôi. Cứ dây mình muốn ổn luôn đi. Làm hôm đêm anh ơi mất mạng rồi. Thủ sỏng. Lại vào ấn tiếp. Hay giờ bây giờ dàn hiện đại toàn hát nhạc ở YouTube. Toàn nhạc online mà nó chạy cũng nhẹ. Nó chạy nhẹ lắm. Nó vẫn có bài bình thường cả bài online nữa. Có chứ anh, đây bài bình thường của em đây. Bài bình thường đấy. Nó vẫn lưu ổ cứng đúng không? Lưu ấy, tại đây này. Nhưng mà nó cứ ngày nào cũng bị vậy à? Cứ bật lên là mất, bật lên là mất. Cứ bật lại phải rút ra ấy. Bật lên là phải rút ra, cắm lại được. Nó nào như là nào.
Nhưng mà anh cắm thẳng trực tiếp vào cũng thế à? Vâng, thế là, thế em nghĩ là do cái đầu kia rồi. Đầu kia nghĩ thế. Em nghĩ là cái đầu... Thế em hỏi anh là sao nó có để đây dây hay là đầu. Bởi vì nếu mà lúc nào mà anh bật lên ấy mà wifi vẫn có thì chắc chắn không phải thuộc về mạng. Vâng. Như này khách sướng nhỉ, vào vào phòng karaoke vừa cũng lại dùng online luôn. Bây giờ đâu như thế mà anh? Bây giờ nhiều cả, chưa có mấy mình đó có ít. Ở mình có mỗi toàn club có thôi. Anh người đâu mà làm căng ở dưới em căng lắm nhỉ. Đêm hôm có chẳng hát đấy chứ, phải không? Dạ. 12 giờ đổ lại sao mấy thằng em đi chơi suốt. Đúng rồi. Mấy thằng em 12 giờ là quán triệt. Cái này đang tắt rồi. Thì phải 1 giờ. Em sẽ có mạng không? Có mạng anh ơi. Bây giờ đang có mạng rồi. Bây giờ đang có rồi. Hay là thử tắt bật đi xem nào. Ừ, đang có. Bây giờ em tắt đi này. Vâng, anh thử tắt đi. Phải tắt đi anh ạ. Phải tắt đi là mới biết được. Phải tắt đi cái này. Tắt đi. Tắt bật lên là chỉ. Vâng, tắt đi. Bật lên lại dính. Lại không được không? Sạch sạch hết cả máy rồi. Cái này là cái này điều khiển đèn à? Đúng. Đây nó bay nhảy. Chỉnh đèn ấy, bảo nó bay bay muốn hát karaoke nhạc cái đèn khác. Không một cái đèn này thì đèn kiểu như Piazza của như nó thôi. Nắng mạn thì là hơi nó hơi kiểu là dương thì thôi. Kiểu nhảy nhảy nhót thì nó lại chỗ khác. Làm trò anh nhỉ? Giống ba. Đây cũng có như thủy đây chưa đông lắm. Và mấy độ như thủy. Cứ bằng phòng dưới này vip hơn. Phòng trên này nó... Không, nhưng mà trên này nó hay chơi đêm. Chơi đêm thoải mái. Đến sáng nó... Dưới kia bảo 12 giờ là nghe hơi căng. Vâng, 12 giờ là bọn nó lùa rồi. Uống rượu chán chê là bố lại vòng lên chơi. Chơi đồ ấy. Chơi đồ ấy bọn nó dưới là không được chơi nào. Công an làm căng lắm. Cứ ở ra là bắt. Đợt. Cứ ở ra là bắt. Trên này bắt bây giờ. Đợt sắc màu bị dính mấy phát này. Nó phải nhảy. Nhảy giờ nhá. Không được. Thằng đèn xanh kia nó phải nhảy. Vẫn không được đúng không ạ? Không được. Thế là chắc do đấy rồi. Nhảy rồi đấy. Chờ xem kết quả. Em làm suốt ngày, cứ phòng này khách vào bắt đầu. Không lại đúng lúc sau lại. Có la này em nhỉ? Có la này chắc. Bên này loa con thua. Dàn loa bên này xong bằng dàn loa bên kia. Này không có luôn, mất mạng rồi. Mất mạng luôn. Cái này gió chắc là cây rồi. Mạng. Đấy. Thế đang không? Thế lên anh hỏi của anh cái này là do đầu của em rồi. Do đầu rồi anh ạ. Không phải là do ấy đâu. Đấy, không phải do mạng luôn. Đâu. Anh cắm lại được luôn. Thử cắm bên ngoài xem này. Cắm cái này á? Vâng. Cứ phải cắm bên trong cơ, cắm bên ngoài không được cơ. Em cũng mò mãi chứ em đổi cả. Rồi, cả cái này là do ấy rồi. Nó đổi cục ngược, cục bên kia sang cục này luôn. Lúc nào nó lên điện vàng này là không được anh? Không, nhìn đèn nó vẫn thế. Vẫn thế, đèn nó vẫn nhảy. Được rồi, rút ra các bạn cho em thôi. Rút ra các bạn đi, được luôn. Cái này do chắc là do đồ. Khả năng do cài đặt, nhưng mà đợt trước là có bị không anh? Không. Được luôn. Cái này con này khả năng nó phải bị mã hồi. Giống như kiểu dạng mô đen chập chờn đấy. Đây không phải quăng cái đấy này được. Đây cắm lại được luôn. Cái này anh xem lại thế cái đầu thôi. Đầu nó. Ra đầu. Sợ bọn nó có cài đặt kiểu gì. Sợ mất đấy, mất cấu hình chứ. Do cài, khả năng do cài đặt thôi chứ không phải là cái nó lỗi. Cài một dàn nó chứ. Nó đi hết cả dàn nó. Nó đi theo vô ấy thôi. Thế là khả năng con này thôi. Nó cài đặt cả 6 vòng của nó luôn. Bởi vì con này giống như kiểu nó sung ấy. Là lúc mình nó lên cái là xong nó cắm vào không được. Nhưng mà phải rút ra cắm lại là nó nhận. Nhưng mà rút ở ngoài thì đéo nhận. À, bây giờ em muốn đổi lại thì em vẫn luôn đéo nhận. Nó đổi lại cái cục này sang cục kia thì... Cục nào cũng được. Cục này đang cài class 1 mà. Đúng rồi, cục này, cục này đang phòng bên kia đúng không? Bên kia, thay đổi nhau mà. Đổi được mà anh. Tại vì hôm trước em... Anh cứ cắm chuẩn vào là được. Anh cứ cắm vào cổng quan kia thì được hết rồi. Cắm cái cổng, cổng bên đấy cả. Cái đầu mạng vào là anh cứ cắm cổng này cho em này. Cái thả luôn đấy ra em nó. Thành phố nào lắm tơ hơn. Cứ tưởng là sâu lắm nhỉ.
thắm vào. Đây rút ra mũi này thôi. Phòng trên này đẳng cấp ấy nhỉ. Như kiểu giáp vàng luôn. Phòng bên này đẹp hơn. Class 1 rồi. Class thì nó phải kiểu như giới ấy. Classic. Cô điểm. Còn tắm là bố mấy này. Được rồi, được chưa anh? Ok rồi. Thế anh phải nhờ đội kia xem cho qua cho rồi. Rút ở ngoài ra đéo được. Cùng là thao tác cắm dây đó đúng không? Đúng rồi. Cái cắm vào đít nó. Bình thường là đầu mạng cắm đầu nào là giống đầu nào nhỉ? À. Được luôn. Đấy, đẹp, đẹp. Đấy. Thế hôm nào cứ gạch vào bắt đầu lại như thế. Đêm vậy nó chơi sập nhà của bạn. Và tuyệt. Ôi hoàng vọng. Thế anh phải nhờ bộ đội kia nó xem qua cho cái cây. Mình rất nhanh nhá. Ừ. Nhớ phải đợi nhận như thế nhỉ. Con này mình... đợi cấp IP còn không chán nhỉ. Con này nó ấy lắm anh ạ, nó cực nhanh luôn. Nó chắc nó cũng dùng ít băng thông hay sao, nhanh cực luôn. Nó không giống như kiểu riêng của nó, những cái nhạc này làm gì có quảng cáo. Vâng. Đúng không? Vâng đúng không? Như mình nó, mà... kiểu nó mua đúng không? Mua riêng. Đang lắp đây. Tìm được đâu đi chưa? Tìm rồi nhưng mà hết cổng cắm rồi. Hết cổng thì đang mai là lắp kín đây. Đánh dấu vào đâu? Đánh dấu đây. Mình băng dính này. Khoan nào. À cái này bằng ấy mà nhựa mà. À, ở nhựa. Bắn vít được mà. Bắn vít ngắn thôi nhỉ. Bốn tài. Đó. Thế là ngoài là có bây giờ là có wifi này à? Ngoài có cả tòa nhà. Cả cái tòa này ngóc nào cũng có. Ông trước lắm, ông hiện lắm cái đây mà, các bạn rút rồi. Ca sĩ đang hát được không? Hả? Hả? Chưa. Tức là vào một viên trong bay của mình ấy, nhưng mà nó nạp tiền ấy. Mấy cái đường lan của nó vừa không? Không. Thì chú nạp vào viên trong bay của chú không? Chú bắn bay đi. Anh phải dí vào. Đấy, cái nạp viên trong bay, nạp BID vào viên trong bay. Chờ tí anh ơi. Bắn cái này mồi đã. Cái mồi, đấy. Mồi đấy mày. Mồi đừng mồi sâu nhá. Mồi nông rồi. Vừa cái này không? Không có cái mũ nhỏ mà. Mũ nhỏ mới vừa. Cái này. Mũ nhỏ thì nó lại lỏng ốc. Thử sang đường được mà. Mồi một tí nữa. Cái này em ấy. Em toàn bắn bằng cái này. Hết tầm thì thôi anh ơi. Thôi được rồi, hết rồi. Lôi đi nhà, quay ngược, đảo chiều đi. Nhà tí. Là đến tường rồi. Là đến tường, cạch một phát là thôi. Được rồi. Thử treo. Không dùng được đâu. Không, nhưng mà âm nhạc này thì cũng... Bên này đang ca sĩ đang hát à? Anh chị. Giọng quá. Hả? Vâng, luyện nó. Vâng, lúc say say thì tìm gì hát. Thường đi hát ít lắm. Thế vào mỗi người làm cốc rượu và... Chính chơi bỏ kính này hay nhỉ? Vâng. Không đóng được cửa. Muốn chơi đồ thì cũng chơi được.
không đóng được ai. Thì vẫn quản lý nó nhìn bên trong ấy. À. Rồi đi ra đi. Chưa quen toàn dùng tô vít, chưa quen dùng máy này. Ở đây không có đặt mật khẩu đâu anh ạ. Đẹp mùa. Đây là ngoài không? Có phải ngoài là gì vậy? Wi-Fi không? Cái này thì mai đi rồi. À mai được rồi. Bởi vì đây chưa có chỗ nào để cắm. Mai các thứ bị đấy, thay cái bị trong kia được. Hết, đang hết cổng. Nhân viên đẹp lắm. Có miếng tây đâu. Còn có mấy em rồi. Bỏ hết rồi, đấy không chơi. Đấy kém lắm. Làm sơ ti cũng sợ chứ mày. Tiếng 2 lít thì đi đâu nó. Mày được sơ ti này bỏ ấy. Không sợ dẹp ngay. Chuyển đổi thao. Chào bọn anh thầy quá kiêu nên nhỉ. Và tí ngồi gió cũng bia em cái rồi thì là hai tầng. Thì gọi là ca sĩ. Ai thầy viết đi. Tí đòi sợ. Ca sĩ của đây cái gì đâu khác. Cứ như nhà mình. Đây bao nhiêu phòng anh? 11 ạ. Mạnh nhờ chắc suốt ở đây nhỉ. Mình ăn nhiều nhất nhỉ. Cứ đi uống ra lại chùa. Hôm nay ngon cũng rủ đi ha. Bạn Nguyễn về trước. Em à? Ờ. Em có đi lên đây. Em đi xuống đây. Em thấy anh ấy mấy ông kia. Vợ với con của Nhí Cổ. Yêu ăn làm ăn gì. Về chứ. Mình đi về, mình về các vợ mình ra cổng mình gọi cho mấy em mà phục vụ uống bia. Mình giấu kia chưa? Không cấu hình gì thì cấu hình đi. Cấu hình karaoke phải đấy, lên dọn đồ về thì mới được đi. Kiểu nào kiểu của anh nhỉ? Xuống đây cả đang tối nhưng vẫn còn sớm nhỉ? Mới năm hơn 5 giờ tính. Mùa này nhanh tối rồi. Kiểu này cũng vừa mưa rồi. Một cái của anh. Cái của anh là cái nào? Cái ngon hơn đấy. Ngon hơn cái này. Cái của em ngon hơn. Thì như cái tao cái này. Cái này là cái nào? Không phải, người ta ngon hơn. Không, cái mà anh bảo là cái anh không bấm được ấy. Em chưa từ vừa tra dầu mỡ xong rồi. Không, cái đây kìm của anh. Hôm trước anh bảo là nấc ấy. Còn cái kìm đấy là kìm quý. Mua gì ạ? Có mấy chục, 9 chục. Kìm ta mua trang gì. Mình mua trên này 120 nghìn. Mẹ trên này bán đắt thật. Kìm đấy mua có 50 thôi. Cả cái lúc trước cái gì nhỉ? Dây đầu bấm. Đầu bấm 80.000. À, hạt đấy. Tôi lên cái 80.000 này mình à. Ở mình 50.000. Nó có thể 50, 70 nhưng mà nó nếu mà hàng kia nó phải có hộp, một hộp 100 cái, còn túi là nó mua 1.000 hộp, một hộp nó đóng ra mà. Được rồi. Nhưng mà cái túi 1.000 kia bấm ngoan phết, ít lỗi.
Cái này nó lại nóng. Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chúng ai cần hơn. Cái này không phải dao của mình. Dao này là của mình. Cái này là của mình. Cái này là mấy cục sữa ấy. Mấy cái to lắm. Trên tầng là hai cả. Hai cả. Hai cả. Tầng một không lắm.